Vào sau đó là ăn cái defu của Ricky và chết luôn. Sự ở trên kênh bây giờ thì có một người anh của mình là anh Hồng Quân, có vẻ là đánh Ricky còn hay hơn ông này. Còn ở đây Ricky anh ta bị sai lầm lại, có lẽ sẽ chết. Bất tử đâu nhỉ? Bị gà trù hơi chậm này. Ở đây Black Hole được hai người lại rồi nhưng bị cancel ngay lập tức. Người solution có thể sẽ phải chết ở đây rồi. Một cứa vẫn chưa đủ đam, nhưng mà với cái lượng burst này có lẽ sẽ là đủ. Pikachu cố gắng cái build đam trước khi phải làm xuống của ông Jack này. Và Pikachu sẽ chết vào thôi, Pikachu đã phải bỏ mạng lại rồi. Bigman cũng vậy, trong khi đó thì người lùi về được duy nhất đó là Pikachu xem sao. Ồ đây rồi, bên phía ở BB họ vẫn thâu được game đấu này. Khi mà pha vừa rồi thì cái con Dazzle nó hơi chậm tay một chút để bút bất tử cho Ricky. Nhưng mà họ okay, cũng đã mất cái trụ 3 rồi đấy. Thật ra thì cái range ở level 1 thì nó cũng là hơi ngắn. Mắc quỷ rồi, nó kinh quá. Chứ là level 1 đã đủ rồi. Để anh kẩy vào. Kẩy vào rồi, Ricky biến mất luôn. Rồi mắc một mắt vừa rồi. Đối đôi vào đấy nhưng mà đã là chết luôn rồi. Black Hole chỉ một mình cái con tech này thì để làm gì đây. Zack đã xuất hiện, cố gắng ăn nốt cái con sạc. Và đây có lẽ sẽ là thứ duy nhất mà họ có được rồi. Trong khi đó thì Enigma lên tảng điểm số double kill for Rezo. Không cần mà thu góc cũng được, những ai đi gửi về đây. Đó là Pikachu cùng với những Sabi Di Urana và một cái ulti đôi tới từ Solo đánh con này chết thì có thể nhiều đấy. Nhưng mà ulti nó vẫn sẽ phải là chuẩn. Ulti vẫn quá đẹp đến từ Solo. Bây giờ thì Pikachu anh ta sống dậy với một cái Aegis. Anh ta đã hết Fox Star rồi, vẫn còn cái bất tử để bài tham. Dùng đi anh ơi, bất tử anh ơi. Bất tử là xong rồi như nào? Anh ta thì không có TV, thế nên là cũng không biết phải làm gì. Tôi cố gắng bay một chút thời gian nào. Có Fox Star anh ta vẫn sống này. Thậm chí là quay trở lại để chơi vào người của Solution luôn. Với những cái bút đánh vào thì cái hiệu ứng chiêu 1 đến từ con Dazzle rất nhiều. Và anh ta có cả Stand Beat để có thể lùi về. Cái gì đây? Rezo, Pikachu thì chết ở đây rồi, Pikachu ơi. Rezo thì sao? Thêm một hit đánh nữa không, hết hiệu ứng chiêu 1 rồi. Nhưng anh ơi, đỡ cái khiên thì sao? Anh bật cái khiên lên đi, em xin anh đấy. Ây, thoát rồi. I like to win chơi, cảm giác như là hơi lừa. Rõ ràng lúc đấy tôi thấy Slug với cả Matt đang đánh vào cái con Dazzle rồi. Xong tự nhiên thấy I like to win chạy đi. Anh ta bảo là đấy, cho ông ăn. Xong cuối cùng tí thì cái con Dazzle nó giết ngược cả con Mask luôn. Xong một cái đầu nó đắc, đúng là giải online anh em ạ. Nó đắc không diễn ra theo một cách bình thường. Cái gì lên, lốc được một người lên rồi. Và đó là vị trí của anh chàng Rezo được hút đi và hay là tức lùi về. Anh ta đang khá khó chịu với cái bộ combo của mình. Trong đó Bigman bị êm vào. Bigman bị êm vào như này thì rất có thể là Bigman sẽ phải chết đây rồi. Lồng 3 nhưng mà không dứt điểm con Phoenix kia. Nếu mà nó chung sao nhưng mà không đủ đâu. Dồn đam hai người liền. Bây giờ Winter Wyvern anh ta sẽ phải lùi về thôi. Trong một vài bách ra được một vòng để ấp trứng. Ấp một trứng là khá đẹp nhưng xe tao cũng sẽ phải chết mà thôi. Lao vào và có trứng rồi. Nhưng mà Winter cướp ôi đây rồi. Và đây là cái combo tới bên phía con team Cyber Legacy. Nhưng Phoenix Boy ta đang quá khỏe. Ta walk ra và gõ thẳng vào vị trí của Pikachu. Và Zayac sử dụng ulti luôn để ngắt nhịp cầu của đối phương. Và bây giờ Pikachu tự lấp vào thân mình lên nhưng không được nữa rồi. Resolution có một monster kill và vẫn gõ rất là mạnh tới vị trí của Phoenix Boy. Và ta đang mất đi cho mình cái Aegis không. Đó là coming Aegis tới bên phía của team Cyber Legacy. Rezo mặc dù là khá khỏe nhưng anh ta vẫn sẽ phải nằm lại tại đây thôi. Nhưng từ đã chưa nằm lại và xin chết luôn. Triple kill dành cho Resolution. Survive có vài bách nhưng ta chưa muốn ra ở đây sao? No one cố gắng dồn đam ngược lại vì sự Bigman. Mà Bigman liệu có phải chết hay không đây? Có lốc lên rồi, combo ra. Giả Sunshine và Bigman nằm xuống Ultra kill dành cho Rezo. Thậm chí sẽ là Red Bait dành cho Rezo. No one anh ta vẫn đang sống. Mà Survive vẫn không được không có ulti. Và bây giờ sẽ là chém chết đơn top của Rampage dành cho đó là Resolution. Wow, Rezo cũng còn Bangolier thì anh ta có Rampage. Các bút của nhà thì phải về dev thôi anh ơi. Dùng dev sẽ là bay nhà đấy. Nhưng còn có Rezo mà. Khả năng bút nhà bên phía của Sigma không phải là tồi. Bắt trụ rồi. Rack thì ra thì chết thôi. Không thấy phản kháng gì cả. Đây rồi, có phản kháng khi Pinocchio lại bị êm vào, mất ngay cho mình ý kiến Aegis. Mà còn Châu tiếp tục bị chase stun ra. Mình đang khá là bình tĩnh. Nào sao đây, Pinocchio đi
chói và liên tiếp là những tăng cái gì vậy, Miracle chết chay luôn. Và giờ thì Nigma là người thất thế rồi, bài còn trồ bị bỏ lại Kuroki, anh chắc phải xuôi về ngay. Vâng, khi mà ối đang để ý Miracle chết thì tôi nhìn thấy GS Echo ra đất khi mà anh ta bị một con Weaver bớ vào. Nếu mà pha đấy mà GS anh ta bờ linh được và Echo ở phía trong thì câu chuyện đã khác rồi. Bốn thành viên bên phía ở Nigma lên bảng điểm số. Và bây giờ thì Gambit họ đang đẩy lên rồi. Cái con Ember này với việc là có đề xô, có cái ỏm, nên là trừ được giác quá nhiều. Và pha đấy con Eo trong này giết Booker luôn. Anh ta không thể làm khác được anh em ạ. Trừ quá nhiều giác. Nào, không cho vào, anh ta phải đẩy được Nga về. Nga đã áp lên bảng điểm số rồi, với tỷ số là 40-17. Sao đây? Vẫn mình một thành viên. Oh, SNG chết rồi. Miracle có vẻ như là hoàn thành khá tốt cái việc êm vào những con sóc. Và bây giờ thì sao đây? Mai còn chờ anh đang phải nằm xuống trong tay của chàng sinh viên cây. Ôi dồi, 41-18. Bài bạch ra đến với Mai còn chờ liên quan đến gì không? Dream đang khá lớn tiên và Mai còn đang tràn vào. Ôi, Dream bị sai lần rồi. Đường sắp đường rồi, người Dream đang khá lớn. Dream chết chưa? Dream chết rồi. Và gì mình cây thì không còn ma nữa. Miracle đang buồn khá nhiều máu. Đó là tình huống relocate về à? Ui, tự nhiên là relocate về và tiên cổ buộc phải blink đi. Và bây giờ thì sao đây? Miracle tiếp tục là những tình huống đốt tiếp nào? FNG, ui, cái relocate nó bốc quá anh em ạ. Đang đánh được thì lại bị kéo về đến từ cái relocate. Trời ơi, tại sao IO lại thực hiện cái pha relocate đó? Tôi không hiểu. Lần đầu tiên thì đã là không tốt rồi, nhưng mà sau khi cái relocate nó đếm sau anh em ạ, thì anh ta lại tiếp tục nối link vào người của Miracle để kéo ngược về. Và thế là Miracle mất quá nhiều thời gian chỉ để di chuyển lên rồi. Và trận đấu này kết thúc rồi. Bên phía Gambit họ đã cố lùi về rồi, nhưng mà lại tràn ra. Và với việc một con Ember, anh ta hoàn toàn có thể quay trở lại combat sau khi về nhà hồi đầy máu ở mana. Nigma chết 3 người và bây giờ chỉ còn lại 2 diễn viên là Weeha và Miracle. Làm sao mà đét được đây? Cố gắng thực sự là mới chỉ 2 người anh em ạ. Mình đang có câu là 3-1 không đủ cũng què. Tức là 4-2 thì cũng không chơi cũng què luôn. Cái gì, ông đi đâu. Vớ vẩn. Cổ bay bách ra. Nhưng mà làm gì đây? Bây giờ thì có dồn sát thương vào người có sát rồi. Lượng sát thương có vẻ như sẽ là không thể đủ khi mà SD anh ta làm gián đoạn điều đó. Giờ thì sao đây? Sát quay sang và quay ngược lại, tát trên được vị trí của Saksa. Và trong đó là xếp không có bao nhiêu máu cả. Cố gắng khi được cớt chẳng qua chỉ là để bay thêm một chút tham thôi. Dù mèo có một mạng nhưng mà để làm gì? Khi mà bên phía của Viking vẫn khá khỏe, sát còn đầy cây máu. Và bây giờ thì Boom có mặt để stun Dù mèo và Dù mèo xùi được. À, Berlin đi đâu? Mạng thứ 39 dành cho bên phía của Viking GG. Aramis cũng phải nằm xuống luôn trong tay Baban, nhưng mà sát tăng đến rồi. Anh ơi, chạy đâu đây? Cố gắng điều khiển những con bóng, nhưng mà bây giờ thì lượng sát thương đến từ bên phía OG là không thể đủ được. Trông kìa, cái con Alchemist này nó nhiều máu quá mà mãi không thể nào mà chết nổi. Dù mèo đài bách, bây giờ thì anh chàng bà cũng phải đài bách luôn. Tiếp theo là mạng của Sam và đó là gì vào phút thứ 42, à chính xác hơn là phút thứ 38. Xong rồi, lừa rồi anh em ơi, cứ ngỡ là 2-0 đơn giản rồi anh em ạ. Bây giờ thì có bài ta đến bên phía của Sanderin. Oracle anh em bị dồn sát thương quá nhanh. Oracle chết chay, ông gì không nên đánh tiếp combat này. Nhưng mà bên phía của team Viking có cho phép điều đó không mới là quan trọng. Xong rồi, Dù mèo đã mất cho mình, đó là Ultimate. Và bây giờ, anh ta cũng chả bật được lên Black King 3 nữa. Dù mèo không bài bách. Đó sẽ là chiến thắng dành cho Viking. Đúng là những con số thì không biết đời rồi. 1-3 chắc chắn là một cái rết quá sai. Và bây giờ tự nhiên OG họ lao vào, người lao vào trích đầu tiên là No Tail. Công nhận, Mafia. Mafia nó vẫn làm cái thể lực. Bây giờ dù Sakta tự dốc loạn bản thân mình và anh ta sẽ chết ở đây. Anh ta cũng không có buyback. Bên phía ở team OG không ai để buyback cả. Chính xác là Rubik thì anh ta đang bị cooldown rồi. Nhưng mà NP cũng đã buyback rồi. Ethichon là người duy nhất không để buyback thôi. Ok, thế thì cũng chấp nhận được. Và bây giờ bút lên thôi. 50 giây con trôn. Quá đủ. Thừa luôn Alchemist
Này thì nó chỉ đấm ngang khoảng độ 10 giây thôi. Lật kèo rồi. 2-1 giành.